Ấn đá phong thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Thì video ngày hôm nay của chúng ta nó đặc sắc hơn những video trước vì chiếc nhẫn của chúng ta với viên đá chủ là Sapphire hơn 6 CT hả quý vị ha, gần 7 CT đó, 6,6 hay gì đấy. Thì với cái viên đá Sapphire này, anh khách cần giám định thì LNG hỗ trợ giám định hả quý vị ha. Thì như những cái video trước thì LNG có chia sẻ với quý vị rằng là một viên đá Sapphire để có mà cái màu tươi và sáng như thế này hả quý vị ha. Em đang nói trên cái góc độ là chúng ta đang xem thực tế chứ không phải là những cái viên đá mà được quay qua iPhone chợ sáng hả quý vị ha. Cái đó thì nó sử dụng công nghệ, còn chúng ta thì hoàn toàn, thậm chí là nếu như mà anh khách có thể thì anh qua đây anh xem ha. Nếu như mà không đẹp hơn những gì trên video đó, thì em sẵn sàng tặng luôn nhẫn và đá luôn. Đó, trị giá gần cả 100 triệu hả quý vị ha. Thì viên đá của chúng ta hoàn toàn là thiên nhiên, chúng ta khoan hãy xem qua giấy đã. Bây giờ LNG sẽ cùng quý vị phân tích ha. Đây, thì may mắn cho cái viên đá này là cái trục sinh trưởng của nó, tức là cái ô quy nó sẽ nằm bên hông này nè. Đó, quý vị thấy những cái đường song song với nhau, vẫn còn nước cơm và nước cháo hả quý vị ha. Vẫn còn nước cơm và nước cháo đàng hoàng luôn. Và cái trục sinh trưởng này hay còn gọi là ô quy này thì quý vị có thể thấy là rất là rõ ha. Đó, đó là dấu hiệu của sự của một viên đá thiên nhiên. Còn mà qua nhiệt nhẹ thì quý vị sẽ thấy cái nước cơm nước cháo này nó sẽ giảm thiểu một cách bất thường. Và rồi thì viên sapphire này như quý vị thấy ha, rất là sáng luôn. Đó. Rất là đẹp không quý vị ha. Viên sapphire gần 7 CT. Và em thoáng thấy thì ở trên mạng có viên viên sapphire màu xanh hero tầm chừng 7 CT hay gì đấy, hàng của Silica đã qua nhiệt, giá là 100 giá là 100 gần gần 150 triệu hết vậy ha. Trời ơi, trong khi đó viên này hàng thiên nhiên mà giá thì rất là êm hữu vị ha. Giá viên này là rẻ bất ngờ luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua cái giấy giấy kiểm định của cái viên đá này. Vâng, thì viên đá của chúng ta được kiểm định từ trung tâm BNG hữu vị ha. Nói đến BNG thì chắc quý vị cũng biết rằng là một cái thương hiệu rất là tuyệt vời ở Việt Nam mình. Và không lý do gì mà họ có thể bán đi cái uy tín của họ hả vậy ha. Rất là tuyệt vời luôn khi mà quý vị giám định ở BNG. Vì BNG người ta đã có tiếng tăm từ xưa đến nay rồi. Không không vì vài trăm ngàn để mà người ta có thể lướt đi hả vậy ha. Thì viên đá của chúng ta thì như em phân tích thì quý vị cũng đã thấy rồi. Những điều mà em phân tích thì nó đều là những cái kiến thức của những cái giáo trình Ngọc học hả quý vị ha, hoặc là tài liệu của GEA. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ, đây là dòng tiếng Anh hả quý vị ha, ngay phần comment chú thích nè. Bây giờ chúng ta sẽ dịch. Phải để điện thoại dọc vậy hả trời. Đây, thì dịch cái dòng tiếng Anh ra là không có chỉ định điều trị hả quý vị ha, được cố định bằng kim loại, một cái chiếc nhẫn và một viên đá được được cố định bằng vàng và không có dấu hiệu của điều trị hết vậy ha. Một chiếc nhẫn đá hoàn toàn là thiên nhiên, to và đẳng cấp. Đó, thì như quý vị cũng biết rằng là LNG cũng đã lên rất 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 ư là nhiều, hầu như là 540 mấy video. Và những cái sản phẩm của chúng ta từ bé cho đến lớn đều được mài ra từ những cái viên thô, từ những cái viên mà từ mấy anh em đất bãi đổ về hả quý vị ha, những cái con hàng khá là chất lượng. Thì em không ngần ngại quý vị à, thích thì em đi giám định thôi, chứ còn mà chúng ta vàng thiệt sợ gì lửa. Trời ơi, đây vác lên trời coi 3 ký mấy, à không, em còn nhiều hơn thế nữa, nhưng mà chẳng qua là hỏng mài thôi. Không mày thôi, không mày tới thôi, chứ
chứ mày thì mấy anh thợ mà xem video này thì mày chắc chắc cũng gãy tay chứ không giỡn hả? Chỉ đèn như vậy à. Đây lấy nét rồi đó quý vị thấy không, trời ơi sao phê chúng ta đầy lên luôn á. Nhiêu đây thì nói thẳng với quý vị rằng nếu như mà một thợ hoặc hai thợ mày thì đuối đừ ha, như 4 kg á, 4 kg á mà chưa tính tới cái lượng đá trên này nữa nè, trời ơi là trời, 1 2 3 4 5 6 cũng phải là 60 kg ha. Em ước tính là từ nửa năm nay thôi, trong vòng nửa năm nay thôi chúng ta đã nhập tập 60 kg sao phê quý vị ạ. À, 60 kg sao phê. Còn ruby này thì của Ấn Độ ha, hàng này nhập của nước ngoài. Ruby lục yên thì thôi khỏi nói, anh chị em nào mà chúng ta thành phố Hồ Chí Minh qua LNG rồi thì chắc chúng ta cũng đã thấy rồi ha, nói về ruby lục yên thì lên đầy nhà. Rồi thì video ngày hôm nay là chúng ta tạm thời xem cái viên sapphire màu xanh này đã lên nhẫn. Ngày mai cái hàng peridot mà vừa rồi em làm video đó đưa cho thợ mày rồi, ngày mai là xong ha. Rồi chúng ta cùng nhau xem những cái viên peridot xanh lè và rất là đậm. Rồi thì em xin chào quý vị ha. À, mai em lên cái vàng peridot cho quý vị xem, rất là ok luôn. Vâng, còn về mẫu thiết kế thì như quý vị thấy thì chúng ta vừa mới hoàn thành một cái chiếc nhẫn với đá chủ là di công hả quý vị ha, di công cam đào của anh Nam. Thì như quý vị thấy là form mà vừa rồi chúng ta thấy là form hình chữ nhật, và form của cái hộp này là form hình tròn hả quý vị ha, và chiếc nhẫn cũng rất ư là đẹp. Và điều đặc biệt là cái chiếc nhẫn này của chúng ta là full đá thiên nhiên hả quý vị ha. Những cái viên mà đá trắng quý vị đang thấy đây là toba trắng thiên nhiên size 2 ly hả quý vị ha. Còn cái dòng di công thì di công cam đào khá là to, từ trên xuống dưới đều là hàng thiên nhiên cả đó. Từ cái hàng tấm rồi cho đến đá chủ hả quý vị ha, full đá thiên nhiên. Vì anh là mệnh kim quý vị ạ, anh Nam giống em mệnh kim, thành thử ra là chỉ có thổ và kim thôi hả quý vị ha. Rồi thì như quý vị thấy là bên chúng ta tuy rằng là khách đặt một sản phẩm ha quý vị ha, nhưng mà chúng ta làm ra rất là nhiều con sáp để hỗ trợ nếu như mà cho thời gian, nếu như mà đúc ra con này hư thì sẵn sàng đưa cái ổ khác vào, đưa cái con sáp khác vào đúc. Đó là cái mà để chúng ta rút ngắn thời gian hả quý vị ha, để không có những cái bất trắc trong cái quá trình làm. Thì hầu như bây giờ quý vị đặt sản phẩm bên LNG thì tầm chừng cao lắm là 1 tuần hả quý vị ha, và trừ hao thêm cho chúng ta tầm 5 đến 7 ngày nếu như mà cái khâu sáp nè, khâu thiết kế và những cái khâu khác nó có vấn đề ha, thì chúng ta chỉnh sửa liền và hàng của chúng ta sẽ được trao dồi về kỹ thuật tích tắc, nhanh gọn đẹp. Rồi thì LNG xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng LNG cũng như là quan tâm đến LNG hả quý vị ha. Khi mà quý vị nghĩ đến trang sức đá phong thủy ví dụ như của anh Nam đây, thì em bảo đảm luôn, phong thủy tuyệt vời và hiện hữu luôn bên cạnh anh, và anh sẽ cảm nhận được ha. Chúc mừng anh Nam, một cái món trang sức khi mà anh đeo bên cạnh đồng nghĩa với việc anh mang theo em bên cạnh ha anh Nam ha. Ở đâu có LNG là ở đó có niềm vui quý vị ha, may mắn luôn cận kề. Rồi thì hẹn quý vị, gặp lại quý vị ở video sau với những cái mẫu trang sức thiệt là tuyệt vời hả quý vị ha. Gắt quá xá gắt, phóng to hết cỡ banh xác rồi đó. Hiện tại là chiếc nhẫn của chúng ta nó bự bằng cái màn hình luôn, quá ư là tuyệt vời hả quý vị ha. Trời ơi à.
Tao nói LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Nói cả nhà mình ơi, ông bạn quăng cho một nồi nhẫn, biểu rằng là thay đá vô cho ổng. Trời ơi trời, thay hết vô rồi hả quý vị ha. Giờ là hứng lên là chơi nhẫn Mỹ, nhưng mà đá thiên nhiên mới chịu, còn đá thiên lôi là không chịu nữa rồi. Ông bạn tôi ơi, để em lấy khăn em lau một cái. Zoom lại coi, đẹp chưa quý vị? Đó, nhẫn Mỹ, trời ơi là trời. Những cái gì trong thiên nhiên tồn tại, nó nằm hẳn ở trên này luôn quý vị ha. Wow wow wow, viên này cũng có thể xem như là mắt mèo quý vị à. Đó, một chiếc nhẫn Mỹ cứng khừ. Tự nhiên đeo vô thấy đẹp quá, mai xin ổng này được không ta? Ồ, này mai xin ổng này được nè. Ngon 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 ngon. Thì đây là chiếc nhẫn Mỹ quý vị ạ. Thì ông bạn ổng kinh doanh nhẫn Mỹ. Rồi bây giờ ổng kêu là thôi thì ông bạn già cũng kêu thôi thì chơi đá đi, gắn hết đá lên để tôi bán. Mà em thì tính xin ổng chiếc nào mà phụ mà nó bằng vàng cơ, hay là do tay em đẹp ta? Trời ơi, hay là do tay mình đẹp ta? Chiếc này chắc mai xin ổng luôn. Rồi chiếc này bằng vàng là xin chắc không cho đâu. Kệ xin đại hả quý vị ha. Dạy gì mà không thử. Đó, hai chiếc đá hoàn toàn là thiên nhiên hả quý vị ha. Đá bên em mình chơi là bao luôn, bao kiểm định bất kỳ trung tâm nào luôn. Viên hạt anh tím này thì nó quá dễ rồi. Viên hạt anh tím này thì chắc chắn là thiên nhiên hả quý vị ha. Vì hàng hạt anh tím thì quý vị cũng biết rằng là bên em mình chơi không thiếu cái hàng này. Đó, bóng loáng luôn. Trời ơi, đeo thử rồi đẹp không, mai xinh luôn. Cũng đẹp quý vị ạ. À, rồi vậy là ngày mai xinh 3 chiếc. Còn chiếc nữa quý vị, còn chiếc nữa. Tự nhiên em lên cái video cái viên 6 CT kia cái rồi em quên luôn cái dàn nhẫn Mỹ của ổng rồi. Đây, trời ơi nó cũng đẹp ngất ngay con gà tây luôn chứ. Bạn bè em lẽ giờ mai sinh 4 chiếc nó kỳ quá. Con đại bàng, đại bàng hay chim ó đây. Đó, mai sinh luôn chiếc này luôn ha. Rồi, em đi xin hẹn gặp lại quý vị ở video sau ha. Có 4 chiếc nhẫn này để mai sinh bạn cũng được. Ngày mai bạn ghé qua xin bạn. Rồi thì LNG xin chào và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm cũng như là ủng hộ đến LNG ha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau ạ. Em xin chào cả nhà mình ạ.